Rồi shop MD Sài Gòn. Và em còn mấy cái đầu JB nha bác. Dòng JB của Sony ha. Dòng JB là có 4 cổng DA, 2 cổng quang, 1 đồng trục và 1 analog. Chỉnh được lớn nhỏ khi làm DA nha các bác. Dạ. Đó là dòng JB ha. Ở dưới này là con JB 940 ha, 5,5 triệu. Con này bị cấn gốc bán 5,5 triệu nha các bác. Dạ. Tiếp theo là con JB 930 ha. Dạ. Trên này là một con JB 940 đẹp xuất sắc ha. Dạ. Và hai con trên cùng là JB 920 các bác. Dạ. Rồi đó là dòng JB ha. Em dòng JB em còn 5 con. 6 con, có một con màu đen nữa. Dạ JB 920 màu đen. Bác nào thích màu đen thì liên hệ và giúp em, em sẽ gửi hình ảnh cụ thể. Các bác chọn đầu em sẽ chốt mua, em sẽ test ha, quay clip test up lên YouTube để các bác xem nha. Dạ. Rồi, em xin chào ạ.